thì mình cũng tải thôi. Đây kìa, ngắm cái núi đẹp quá kìa, đảo rồi kìa. Quá đẹp luôn. Thank you.
quay phim. Băng lên YouTube và chúng mình mở lên thấy. Mình muốn tải mà cái ấy lên YouTube mình tải sao anh? Cứ mở cái địa chỉ qua trang web rồi đưa băng lên à. Nhưng mà tháng phải đóng tiền rồi. Không, miễn phí. Băng thoải mái luôn. Dù như mới ban đầu cấp độ mình băng lên thì cái video nó chừng 5 phút. Nhưng mà sau này là lên cấp á là lên cao hơn là quay qua hơn cái video lên cao hơn 15 phút. À, cao hơn luôn. Yeah.